vui vẻ và thành công. Dạ. Đó. Bây giờ còn nói gì nữa chị? Nói gì nữa? Nói gì nữa? Em háo hức quá rồi. Bắt đầu nhiều chuyện nữa. Nè, lại nóng nảy nữa đúng không? Phải là nghiêm túc, mình là ông Mai, nhớ chưa? Mặc dù chị đại diện họ nhà trai nhưng mà em cứ việc soi chị. Chị thích em cứ việc soi chị thoải mái. Soi chị được luôn hả? Không phải soi hai chàng trai của chị. À rồi 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 rồi. Hiểu không? Dạ, dạ. Để khi mình kết đôi là phải dính. Dính đúng không chị? Đúng rồi. Kết đôi là dính đúng không? Vậy người ta mới gọi là mình mát tay. Dạ, ngày hôm nay có thêm bài học mới của chị Tường. Kết đôi là phải dính. Rạo rực quá rồi Tường ơi. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu, các Tường xin mời hai bạn nam xuất hiện. Wow, vỗ tay lớn lên quý vị ơi. Wow. Trời ơi, lĩnh khỉnh ha. Nhà trai đã đến rồi thì nhà gái còn chần chờ gì nữa. Giờ mời hai mỹ nhân bên nhà gái. Hai bạn nam hãy nhìn về phía ống kính. Wow. Hello, em trai ngồi ghế màu xanh. Dạ, em chị Cát Tường ạ. Rồi, em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Tùng ạ. Năm nay là em 31 tuổi ạ. Quê em ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên, mình vô đây lâu chưa Tùng? Em vô đây từ năm lớp 8 ạ. Em làm đầu bếp ạ. Wow, ghê vậy. Đầu bếp về ẩm thực miền nào? Dạ, em đầu bếp về bữa ăn buổi trưa em có. Nói chung là ba miền, miễn đồ ăn mọi nơi, miễn là tốt cho sức khỏe. Dạ dạ đúng rồi. Không? Quán ăn hả? Đầu bếp, đầu bếp. Dạ không ạ, em làm ở nhà rồi sau đó em nấu ăn xong, sau đó em tự đi giao cho mấy chị. À, coi như là nấu bán online luôn. Có người đặt hàng. Dạ có người đặt trước rồi xong đó em buổi sáng em nấu rồi xong là em dọn em đi ra. Rồi bên kia đi, cô gái màu xanh đi. Còn chần chờ gì nữa mà không giới thiệu về mình nhỉ? Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên Tô Thị Thanh Hiền. Em ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Hiện tại công việc của em là bán đá phong thủy online. Ồ, cũng bán hàng. Dạ, em bán cũng được 6 năm rồi. Là có kinh nghiệm rồi hả? Dạ. Có biết coi bói rồi không? Dạ, em không biết coi bói đâu, nhưng mà em biết coi phong thủy. À, biết coi phong thủy luôn dạ. Hả? Hay vậy trời. Bữa nay đi quay hình rồi em có coi trước cái phong thủy bữa nay nhắm cái hướng đi rồi nó tốt mà. Hợp màu gì không? Em đi 1 về 2. Em nghĩ tùy duyên đó chị. Tùy duyên hả? Nay Tùng xuống đây với ai? À, đi quay hình với ai? Dạ hôm nay em chỉ đi được một mình thôi ạ. Dạ hả? Sao vậy? Không có ai theo ủng hộ tinh thần vậy? Có cố gắng mà không ai sắp xếp được ạ. Dạ hả? Bây giờ tới em. Dạ em đi chung với mẹ, con trai và lớp trưởng học chung cấp 3 của em. Trời ơi, dắt thì theo tới 3 người lẫn có người. Có ai đi theo hết. Một người. Ủa, dắt theo tới 3 người. Tôi là bà, cũng là bà mai bà mối, tôi sẽ làm đại diện, tôi ủng hộ tinh thần bây giờ Tùng. Một mình chị soi nổi 3 người dưới không được hết trơn á. Bây giờ nè, ưu tiên cho Tùng, ta không có người nhà đi theo nè, là rồi. Tùng ngồi ghế màu xanh nha quý vị. Tùng ơi, bây giờ em giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của em đi. Dạ, điểm mạnh của em thì chắc là em biết nấu ăn rồi, dọn dẹp nhà cửa thì chắc em cũng biết. Còn điểm yếu của em thì chắc là hay quên lắm. Có nào nấu đồ ăn quên nêm nếm không? Chị ơi. Dạ, cũng nhiều khi hay lên muối nhiều. Cũng nhiều khi hay lên muối nhiều. À vậy. Vậy là hay quên hả? Bên kia làm sao? Em giỏi về kinh doanh, với lại em thích hát. Không, anh thấy điểm mạnh là như là coi phong thủy. Phong thủy là kinh doanh của em đó hả? À, đó là cái kinh doanh đó hả? Dạ đúng rồi. Mới nghe ha, thích hát kìa. Mà cái người thích hát là thích hát có nhiều người nghe. À là mình phải làm liền luôn. Đúng hả? Rồi, làm liền. Làm liền luôn đi em ơi. Vỗ tay quý vị ơi. Dạ, vậy thì em xin hát đoạn thôi của bài Tuổi Mộng Xứ Đông ạ. Anh hỡi anh, khi trời mưa lất phất trên phố, thương nhớ ai cho nỗi sầu vẫn rụng xuống vai. Từng giọt mưa, mưa rơi giữa cơn mộng cánh chim nồng say. Tình yêu là sợi tơ đó thấy chưa. Anh biết không, ông trời vẫn ghét người hồng nhan. Thương nhớ ai cho khúc nhạc vẫn còn dở dang. Chiều hôm nay, mưa rơi cánh chim lạnh lót trong vườn cây. Em vẫn mong phố đông người xanh bước bên chàng. Sao Tùng? Dạ em rộn ràng rồi. Rộn ràng rồi. Và khúc như nhắn nhở quá, nhiều điều lắm á. Tình như sợi tơ đồ, nhưng mà vẫn mơ mộng là sánh nước bên chàng đó nha. Nhưng mà rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có.
là bướng. Tính em hơi bướng với lại cũng hay khóc nữa. Tức là cái đó mà không hợp ý mình đó thì không có thể ép em được. Ví dụ như A là phải A chứ không phải A là A phải được hả? Dạ, cái đó đúng là đúng, là sai là sai. Chứ không có thể nào mà đúng mà mình có thể cho qua được là không được. Mà sai mà cho qua cũng không được. Trời ơi, bướng. Cái này giống chị Tường hả? Tường ha? Chị đâu có khóc đâu. Chị đâu có khóc đâu. Trời ơi, chị đâu có khóc. Chị mạnh mẽ. Bướng đã, quậy đã, ghẹo đã rồi cuối cùng khóc là không được. Điểm yếu đúng không? Dạ. Mỗi lần mình khóc là ai dỗ? Dạ tự mình dỗ. Đó, thấy chưa, tự khóc tự dỗ. Những người phụ nữ mạnh mẽ thường hay vậy. Nói chứ tôi khóc đêm phia không mà mọi người đâu có thấy được đâu. Ơi chị nói câu đó tự nhiên ta cũng khóc luôn kìa. Khóc hả? Kẹo rồi chi vậy? Ủa khóc rồi hả? Gì mà mau khóc rồi vậy? Đó. Dạ hơi rưng rưng. Trời ơi. Sao sao có thích người phụ nữ mong manh dễ vỡ dễ khóc không? Dạ chắc cũng có. Chắc cũng có hả? Rồi rồi thí dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi. Em chỉ biết ôm thôi. Thơm quá à. Thơm. Bây giờ vô cái tình trường đi, chị đang tò mò với thằng bé ngồi dưới á. Bên đây, bên đây, đây, bên đây nè, cô gái bên đây coi phong thủy nè. À, bé dưới là con trai em. Con trai em. Dạ. Vậy là em em ly hôn với ba Ken cũng được 7 năm. Vì sao mà hôn nhân của mình không được mỹ mãn? Vì sao hả? Em thật ra là tụi em như bạn bè vậy đó anh. Khi mà quen nhau thì hai đứa rất là hợp luôn. Nhưng mà khi cưới nhau về thì những cái mâu thuẫn trong gia đình xảy ra thì không có tiếng nói chung thì làm sao mình giải quyết được cái vấn đề đó. Cái quan điểm đó của em đưa ra thì ba Ken sẽ bác bỏ đi. Vậy đó. À, dạ. Không có tiếng nói chung. Tùng thì sao Tùng? Khi mà tình trường của mình như thế nào? Em cũng từng có gia đình và cũng có một bé trai. Năm nay là được gần 5 tuổi rồi. Kết hôn được bao lâu? Tụi em hầu như là chưa đám cưới. À vậy hả? Dạ, tụi em nhưng chỉ đăng ký kết hôn. Có đăng ký kết hôn. Dạ. Tụi em sống chung thì từ lúc vợ em có bầu đến lúc con em được 1 tuổi là tụi em hầu như chia tay rồi đó. Rồi giấy tờ chính thức chưa, chia ly dị chưa em? Dạ, giấy tờ chính thức luôn rồi. Rồi con ở với ai? Dạ con thì em nuôi. Ngồi vậy bình thường, thường thường con nhỏ phải theo mẹ chứ sao lại em nuôi? Dạ, tại em không biết làm sao nhưng em chỉ em không thể xa con em được, em không thể xa con em được. Em cũng nói chuyện với mẹ của bé là để xem nuôi thì sẽ tốt hơn. Nhưng nguyên nhân tại sao lại chia tay? Cái lúc mình sát vô nhau và có con, cái lúc đó ấy, giống như là tình yêu nó tức thời. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em 26 tuổi. 26 cũng chín chắn trưởng thành rồi chứ phải non nớt gì đâu. Tại lúc đó em làm xong cái môi trường công việc của em đến từ sáng đến 10 giờ đêm ấy. Cứ làm như vậy hoài cái tự dưng cái con người mình nó trở nên cô đơn. Rồi đến khi mình có một cái mối tình cái mình cứ nghĩ là đó là một người vợ. Nhưng cuối cùng thực ra là không phải như thế. Bất cứ vấn đề gì em nói ra cái vợ em đều khóc hết. Ví dụ như vợ em vừa mới đi đâu đó cái rồi xong không nghe điện thoại em hỏi mà, từ sau đi đâu nhớ cái điện thoại để hay nói gì đó cái khóc. Cái vợ em đi chơi về muộn cái em bảo thì mẹ cũng nói là thôi đi về sớm sớm chút có con nhỏ cái khóc. Khóc. Cái mọi thứ đều là khóc hết và rồi, không giải quyết được. Bên đây cũng khóc rồi là Tường ơi. Phải tôi muốn nói mấy câu. Được rồi, bên đây cũng đang muốn khóc hết rồi. Tức cha rồi. Dạ dạ. Đang muốn khóc rồi Tường ơi. Dạ mọi thứ là cứ là ai khóc. Ai là người đề nghị chia tay? Hầu như là hai đứa tự thấy như vậy. Rồi có khóc đúng không? Dạ không, lúc chia tay thì hai đứa đều vui vẻ. Có còn qua lại thăm con đồ gì không? Dạ cô ấy cũng qua lại thăm con. Là cười không chứ hết khóc rồi? Dạ cười không à. Bây giờ thoải mái hơn. À vui hết là được rồi. Nhưng mà coi chừng bên đây ngán bên kia cái vụ không lý do. Em cũng khóc không lý do hơi mệt à. Hồi nãy là hay khóc quá đó. Sợ không? Nhưng mà rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có. Là bướng. Tính em hơi bướng với lại cũng hay khóc nữa. Dạ cũng em cũng hơi rung rung. Hơi rung rung à. Rồi ngồi suy nghĩ chút đi. Đời gian dở. Phải rút kinh nghiệm nha. Rút kinh nghiệm để cho những cái mối tình sau khi mình đã quyết định thì nó phải chắc chắn hơn nữa. Nè em. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em là sao? Là tâm lý một tí là được. Bề ngoài thì sao? Dạ bề ngoài thì dễ. Dễ nhìn tí. Dễ nhìn đó. Thế dễ nhìn. Quan trọng là cái người thân người ta đi theo nè. Ta có con trai đi theo. Mẹ có chịu mà con trai không chịu thì cũng vậy thôi à. Phải không con? Con tên gì con trai? Đẹp trai quá. Dạ chào. Dạ,
Chào cô Cát Tường. Cô Cát Tường và chú Minh Đạt và chào tất cả các vị khán giả. Con tên là Lưu Huỳnh Quân, con là con của mẹ Hiền. Trời ơi, quá dữ. Quân ơi, hôm nay nãy giờ con ngồi đây là con biết mẹ con đang đang làm gì trên này không? Dì biết. Làm gì vậy? Dạ tham gia chương trình. Tham gia chương trình để làm gì? Để kiếm cái gì? Không biết rồi. Không biết gì rồi. Mẹ có nói con không? Để kiếm bạn. Kiếm bạn về chơi với con cho vui. Được không? Nếu mà có một người nữa về chơi với con rồi đưa con đi học rồi phụ mẹ, con chịu không? Dạ chịu. Nhưng mà người bây giờ nhiều lắm, giờ con phải chọn. Con là người đàn ông trong nhà, quyết định con quan trọng lắm. Bây giờ con đừng sợ, nhìn mặt của Tường không sợ gì hết. Dạ con thích chú màu xanh. Thích chú màu xanh. Tại sao thích? Thích cái gì? Dạ tại vì con thấy chú đó hợp với mình. Hả? Hợp chỗ nào? Của Tường có thấy hợp gì đâu. Tại vì chú màu xanh nấu ăn. Chú màu xanh nấu ăn. À, thấy chưa? Trời ơi. Chú Hồ Xanh thở dài luôn. Chú Hồ Xanh có kiểu tóc giống con. Con thích ăn món gì nè, để mẹ để cô Tường kêu chú nấu cho con ăn nè. Dạ con thích ăn dạ cơm cuộn Hàn Quốc. Wow. Sao nè? Được ngay ạ. Con thích ăn trứng không? Trứng luộc, trứng chứ. Trời ơi, chú biết ý con. Chú có đem trứng cho con ăn luôn á. Ngoại ơi, hôm nay ngoại ngồi dưới rồi, ngoại nhận xét, ngoại thấy sao ngoại? Cô chào MC Cát Tường, dạ. Minh Đạt với lại dạ. Khán giả. Ví dụ vợ chồng nó gian dở, nó nói là nó không có nói kỹ. Cô giờ có nói luôn. Là ví dụ như là ba của Ken nó cũng không hai vợ chồng có cái gì mà nó đáng đó, đó. Mà mỗi tội chồng nó là không biết chia sẻ thôi. Ví dụ như là nó ví dụ đi đâu anh ở nhà đón con giùm em rồi là chồng là nói là cái chuyện của đàn bà rồi vậy vậy á, thì bé cô là nó nghĩ là chồng nó ở đời nó phải phải biết chia sẻ mà này nó không biết chia sẻ. Bé cô nó không có thể ở vậy thôi, nó chia tay thôi. Thế tại giờ cô thấy bạn này sao? Cô nói thiệt. Dạ. Thấy bạn nào cũng thấy dễ thương hết á. Bây giờ chắc tự duyên do con cô chọn đi. Cho đi cối này nè. Tự nhiên mẹ nói xong khóc quá khóc luôn cơ. Chết cha rồi. Con bé này nó hay có cái tật khóc em ơi. Em cũng hơi rụng rời. Đạp vỗ dưa thấy vỗ dưa cũng sợ đó. Bữa nay khóc hai mình chia tay đó. Không biết luôn á. Cô chọn hả? Đi dạ. Cô thấy ai cũng ngang nhau giờ biết chọn ai trời. Không có được cô, cuộc thi là phải có người đi tới nhất chứ không thể nào hai đứa mà cùng nhất được. Dạ. Vậy cô chọn hả? Chọn ai trời. Trời ơi trời. Cô chọn bạn bạn ghế màu đỏ quá. Chọn bạn ghế màu đỏ thì chị nãy giờ cũng khó nói chứ không. Tại vì á là mình ghép đôi cho con gái cổ là cái anh màu xanh đó, nhưng mà tại tôi biết tâm lý phụ nữ, tôi biết tôi mới ép cổ chọn. Tại vì nghe bên đây chê cái vụ khóc rồi rồi, thí dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi, em chỉ biết ôm thôi. Rồi bên đây Hòn sao Hòn? Dịu dành hay là có thể chia sẻ với bạn đó. Dạ. Rồi nên cô thấy không ổn, cô chọn qua anh màu đỏ, cô cũng sợ con về không đó. Về góc rồi ôm. Rồi cảm ơn cô. Ê Đạt, Đạt, Đạt. Gì chị? À. Vụ gì chị? Chị thấy tình hình thì căng á. Sao vậy? Nãy giờ chọn nhau búa xua hết trơn, không có còn cặp xanh cặp đỏ gì hết trơn. Nãy chéo ùm lum la luôn á. Chuyến này có một màn tranh giành cũng nảy lửa nha. Này em cũng không biết nữa, đôi khi cảm xúc sao biết được. Mà nó bây giờ mà mình người ta không theo ý mình nữa rồi. Mình ghép xanh xanh đỏ đỏ nhưng mà giờ nó chéo nó bắn từ lưới trơn. Mình không được hai nhưng mình được tới bốn lận. Là bốn người về không? Bây giờ không mấy mọi thứ là tùy họ đi chứ mình làm hết sức bây giờ đó. Mở cửa nha. Rồi mở cửa. Mở cửa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim. Wow. Vỗ tay thiệt lớn nha mọi người ơi. Dạ. Anh Hòn đây. Wow. Xong. Ồ. Bà thêm bà. Đang có làm cơm chuẩn bị sẵn cho em. Cảm ơn anh. À, cảm ơn. Dạ. À. Có một dạ. Phần cơm. À. Có một phần cơm chuẩn bị sẵn luôn. À. Hay ha. Nè. Anh ghế màu xanh là không sợ đói nè. À. Anh ghế màu đỏ cũng không sợ đói luôn. Mình cảm nhận về nhau một chút đi. Thì em thấy hai anh cũng dễ thương. Dạ.
giọng nói cũng ấm áp. Dạ, em cũng rất là hồi hộp. Dạ, em thấy hai bạn gái đều rất là xinh xắn, hai người phụ nữ mạnh mẽ, tuyệt vời. Trong lòng em thì xốn sang với cả hai hay chỉ xốn sang với một người nào dạ. đó? Là một người thôi. Là một dạ. người. Dạ. Phải rõ ràng chứ, nhiều khi xốn sang cả hai luôn. Một người thì hỏi thăm ngay người đó liền đi nào, còn chờ gì nữa? Dạ, em hiền đúng không? Dạ. À, thực ra vừa nãy anh cũng phân tích với em là vấn đề như là khóc đó, mình đang nói chuyện vấn đề gì đó để mình giải quyết, mình không giải quyết mà mình khóc xong thôi để bỏ qua vấn đề đó, đó là cái anh không thích chứ không phải là anh không thích khóc. Cho em hỏi hai anh một câu thôi, khi một em bé mà nó buồn á thì mình giải quyết như thế nào để cho nó vui? Dạ, thường thì em sẽ hỏi tại sao buồn, rồi sẽ bé sẽ nói ra rồi như vậy hả, thì thôi bây giờ đừng buồn nữa nha, rồi ba chở con hoặc là chú chở con đi chơi nha, rồi về là hết buồn nha. Đó, tới em, tới bé Hiền qua tặng quà. Dạ. Đó, tiếp xúc gần nhau hơn nè, coi trong tặng đó anh, là có cái lời này là cái vòng dạ. tay nó sẽ đem lại may mắn cho anh. Yeah. Giờ xác định mục tiêu nè, rồi tôi né ra bên nè. Chào em. Dạ, chào anh. Anh thấy em một người phụ nữ rất là dịu hiền. Tuy trong cái dịu hiền nó yêu lúc yêu đuối nhưng anh nghĩ em cũng là một người rất là mạnh mẽ. Dạ. Và... đeo vô cộng lớn. Em đẹp đẹp. Cảm ơn. Rồi đây em rồi hồi nãy nắm rồi nắm hoài. Hồi nãy có nắm rồi. Dạ chưa. Chưa hả? Chưa. Chưa. Chưa mà. Ủa, chứ em dầm vô mà không có nắm hả trời? Không có kịp. Chụp. Trời ơi, nó sợ nó mất phần. Dạ, rất là ấm áp luôn. Sợ mất phần, dạ chưa. Xin lỗi, đã tước quyền. Bây giờ còn ai muốn thể hiện tài năng? Khúc này là khúc lấy điểm nè trời. Khúc này là khúc lấy điểm á trời ơi. Em cũng có chuẩn bị một chút rồi mà em không biết em có hát hay là đọc thơ thì em đọc thơ biết. Đi, đọc thơ đi, đứng lại. Rồi. Ý là cái bài hát đó nó không biết có phải là như này. Em có biết rằng anh thích em nhiều lắm không? Vì anh yêu em cười, vì anh yêu những lời mà em nói rất ngọt ngào với anh. Anh vẫn luôn dõi theo nhìn em, dù em có vui có buồn, để anh nhìn thấy niềm tin trong đôi mắt em. Và em hay... Ê, nãy giờ mình đang hát hay mình đang đọc thơ vậy? Phổ nhạc quá. Đọc thơ mà người ta phổ nhạc. Hay quá. Thôi được rồi. Bây giờ đến thời khắc quan trọng là các bạn phải đưa ra quyết định của mình. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Sau những cái hiệu lệnh của Đạt, sau 5 tiếng đếm là 5 giây thì các bạn hãy đồng loạt đưa ra cái quyết định của mình nhé. Và bây giờ ghép đôi thần tốc, cái khúc này mới là khúc cao trào nhất, quyết định nhất, đó là cảm xúc thật. Khi mình thể hiện cảm xúc thật, khoảnh khắc quyết định. Năm, 4, 3, 2. Anh thấy em một người phụ nữ rất là dịu hiền. Tuy trong cái dịu hiền nó yêu lúc yêu đuối nhưng anh nghĩ em cũng là một người rất là mạnh mẽ. Nhưng mà nếu em về Đồng Tháp của anh thì anh lại thêm một gánh nặng trên vai. Em không muốn như vậy và em muốn có sự chia sẻ cả hai. 1,
Robert và mọi người. Dù sao thì chúng ta cũng thành công được 50%. Dạ. Thì bây giờ đã rõ ràng hết rồi. Rồi xin mời hai bạn áo xanh. Hai bạn màu xanh. Đã trùng màu. Đây. Rồi hai bạn đứng bên đây cũng được. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm. Lên đây đứng với tôi cho có cặp coi. Không tay đứng đi. Đứng mình hả? Ở mình chưa nói hôn luôn rồi. Vội vàng quá vậy. Vội vàng vội vã quá vậy. Dạ em làm lại cũng được. Làm lại đi em. Dạ. Chị chưa thấy gì luôn đó. Wow. Bây giờ nó có sự khởi đầu rồi. Còn cái chuyện ở Sài Gòn hay ở Đà Lạt mình tính sao đi. Nhưng mà nhớ có tin vui báo cho chương trình biết nha. Yeah. Bộ giặt Jones 2 trong 1. Giặt và xả tất cả trong 1. Giờ tôi chẳng cần mua bộ giặt kém nước xả vải nữa.